Em mới về mấy dòng điện thoại nè, Redmi, Oppo dòng cao nha, RAM 12 cộng, bộ nhớ 256 ha. Rồi. Redmi, Oppo, Samsung, có đủ thứ hết nha cô chú anh chị. Vivo nữa. iPad, iPad 4, iPad mini, iPhone 6 Plus, 6 Plus, 5S. Rồi bây giờ em vô em test máy nha. Cô chú anh chị nào mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản, nếu không có tài khoản thì cọc cạc điện thoại ha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship nha, ship code, ship toàn quốc. Rồi bây giờ em vô em test máy nha. Rồi, cái này là kẹo thơm nha cô chú anh chị. Hàng chính hãng luôn nha, mới ra nha. Oppo Reno 10 Pro 5G, RAM 12 cộng, RAM 12 cộng 4 đây nha. Rồi, bộ nhớ 256, 6.7 ha, màn hình 6.7. Rồi, ở ngoài là RAM 12 cộng 4 nè nha. Em bấm vô cái nữa nó cộng 8 cộng 12 luôn nha cô chú anh chị. Bữa nay chụp hình nó hả thấy mụn luôn nha. Em chụp hình thử cho cô chú anh chị xem nha. Đây là cam sau nè ha. Rồi cam trước. Này là cam thường của nó nè nha, không có chỉnh sửa gì luôn á. Đây màn hình cong nha, màn hình cong. Máy đẹp 99%. Rồi em mua giá rẻ, em bán giá rẻ cho cô chú anh chị luôn. Giá 6 triệu 8 nha. Oppo Reno 10 5G 6 triệu 8. Rồi. Rồi Oppo A9 2020 nha, máy đẹp 99%. Được tặng ốp lưng và cường lực có sẵn cho cô chú anh chị ha. Màn hình 6.5, pin 5.000. Cảm ứng rất là mượt ha. Máy mới 99%. RAM 8 cộng, bộ nhớ 256 à. Em chụp hình nha. Rồi cái Oppo A9 2020 này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu rưỡi nha, máy đẹp 99%, tặng ốp lưng cường lực ha, cắp sạc ha, chân sạc tới xe luôn nha. Rồi Reno Z 8 cộng luôn nha, bộ nhớ 512 luôn nè, màn hình 6.5, pin 4.100 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình ưng cái nào thì kết bạn Zalo với em nha, cho xem máy trực tiếp luôn. Rồi cây này có cường lực ốp lưng dây cáp sạc, không có con cóc nha. Rồi Oppo Reno Z 8 bộ nhớ 512 4G của em giá 2 triệu 650 nha. Máy đẹp keng 99% ha. Rồi cái này Redmi. Redmi 5 Pro. Rồi, Redmi 5 Pro 4G này của em có đầy đủ phụ kiện nha cô chú anh chị. Cường lực ốp lưng, dây sạc cáp, có cây chích sim, có hộp luôn nha. Đây, giống như máy mới luôn nha 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 cô chú anh chị, giống như máy mới mình mua Thế Giới Di Động ha. Tốc sạc 67W luôn nha. Sạc nhanh, rồi có cây chích sim luôn. RAM 8 mua nhớ 256 ha. Máy đẹp keng. Cái này là dấu tay của em thôi nha, chứ không phải máy nha.
Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 7 nha. Máy mới đẹp ha. Rồi tiếp theo em có cái Redmi C21i. Máy màu xám ha. Có 4 cam nè. Chân tay đầy đủ. Cam 8 màu nhớ 256 luôn. Cái này 5G nè. Rồi chụp hình ha. Rồi cây Redmi 5G này giá 2 triệu 6 cho cô chú anh chị nha, full phụ kiện ha. Rồi nè, cốc sạc, dây sạc đồ mới luôn nha cô chú anh chị. Có cây chích sim luôn ha. Cốc 67W luôn, sạc nhanh. Rồi con này giá 2 triệu 6. Rồi riêng hai cây này thì em có mới gần trăm trăm ha. Rồi quay về máy cũ của em ha. Samsung A51, cái này là hàng này em bán chạy nha, nên lúc nào em cũng nhập nhiều ha. Em có 3 cây, 3 màu. Trong đây thì có một cây. Sau đây là một số kết quả từ web. A51 thì thường là có RAM 6 bộ nhớ 128 ha. Nhưng mà hôm nay em có một cây phiên bản đặc biệt RAM 8 bộ nhớ 128. Máy thì nghiêm chỉnh nha. Máy nghiêm chỉnh, chụp hình đẹp. Cam trước cam sau nghe gọi gì ok hết nha. Này màu xanh ngọc nha. Rồi hai cây này găm 6 ha, có vân tay đều đầy đủ nha. Em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 7 nha. Rồi cây này găm 8, thường thì em bán 3 triệu mốt, nên em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 9 luôn. Xả hàng ha. Xả hàng qua tháng mới, lấy máy mới về bán nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo A31 cháy hàng luôn. Qua mới về nhập về được có 1 cây ha. Máy bên em là chụp hình phải đẹp nha cô chú anh chị. Rồi giá 2 triệu tư luôn. Rồi tiếp theo Samsung A21s. A21s RAM 6 bộ nhớ 64, em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu mốt nha. Máy đẹp 99%, pin 5000, màn hình 6.7 nè. Máy đẹp nè, không trầy xước ám ố gì hết. Cảm ứng nè, rất là mượt ha. Trong đây là em có cài đặt sẵn hết cho cô chú anh chị nha. Tài khoản Google em cài đặt sẵn luôn. Cô chú anh chị về để sim vô kết nối wifi là mình xài thôi nha, không có cần phải cài đặt gì hết. Rồi giá 2 triệu mốt. Rồi A30s em có một cặp màu đen nha. Cặp này em bán sổ cho cô chú anh chị luôn. RAM 464, 1.8 triệu, pin 4000, màn hình 6.4, full chức năng ha. Máy đẹp nha. Cô chú anh chị bạn bè nào mua thì cứ kết bạn Zalo với em cho xem máy. Còn trên đây thì em chỉ quay sơ lược thôi nha. Nhưng còn riêng về iPad đó là em phải quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem để an tâm mua. Cô chú anh chị mình mua hàng bên em khi mình nhận hàng được quyền kiểm tra hàng nha. Trên cái cục bưu phẩm em có đóng cái mộc cho xem hàng, nên cô chú anh chị mình cứ xem hàng test máy thoải mái ha. Hai. Rồi tiếp theo em có cây Samsung A750 nha, màu xanh, RAM 4 màu nhớ 64. Cây này thì máy được 95% nha. Sườn thì được 95%, còn cái mặt lưng là máy đẹp ha. Màn hình không có trầy xước gì hết. Rồi em chụp hình nè.
Năm trước chụp hình được 99% thôi nha cô chú anh chị, không được 100% ha. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1.350.000 nha. A750 RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6, cái này màn hình 6.2 6.3 gì đó, xem từ pin 3.300, giá 1.350.000. Rồi tiếp theo em có con Oppo A53 ha, RAM 4 cộng nè, RAM 4 cộng 1 cộng 2 cộng 3 ha, bộ nhớ 128, chip ròng nha cô chú anh chị, chạy chip ròng ha, phiên bản Android 12. Màn hình 6.5, pin 5.000. Cây này máy đẹp 99%. Màu xanh ha, xanh trắng. Ở dưới màu xanh ở trên màu trắng bạc nè. Màn hình đục lỗ nha cô chú anh chị, màn hình đục lỗ bên góc đây ha. Chụp hình cam trước cam sau ok hết nè, cảm ứng nè. Rồi em bán cho cô chú anh chị giá 2.250.000 nha. A53 2.250.000. Renault này RAM 6 bộ nhớ 256 nha cô chú anh chị. Android 11 ha, pin 4.000. Rồi Renault này màn hình 6.5, máy đẹp 95%. Cái sườn nè, cái sườn nó hơi chạy, nó bay màu nha cô chú anh chị. Ta xài ốp lưng á, bốn góc nó bị tróc sơn bay màu. Rồi máy full chức năng hết nha cô chú anh chị, em bán cho cô chú anh chị giá 2.500.000 nha, Renault. Rồi tiếp theo Oppo A9 luôn, Android 10, RAM 4, bộ nhớ 128. Rồi cái Oppo A9 này em bán nha cô chú anh chị 2.150.000. RAM 4 bộ nhớ 128 nha. Màn hình 6.5. Rồi Oppo A5 2020 ha, Android 11, RAM 4 cộng nha, còn nhớ 128 luôn, pin cũng 5.000 luôn nha cô chú anh chị, máy này đẹp 99% ha. Màn hình mượt, pin cầm nha. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.150.000 luôn. Bằng giá với cây A5 ha. Apple luôn, màu đỏ, em lấy Apple không nha. Apple nhiều. Apple R15 ha, Android 10, RAM 6, bộ nhớ 128. Màn hình 6.4. Rồi AR15 này em bán cho cô chú anh chị giá 1.950.000 ha. RAM 6 bộ nhớ 128, pin 3.8, AR15 nha. Máy đẹp 99%, 1.950.000. Oppo A5s RAM 3 bộ nhớ 32 ha. Rồi con này thì máy đẹp 90% nha cô chú anh chị. Cái vỏ nè,
Vỏ này bóng tại nó không có trầy xước gì ha, nhưng mà cái sườn ta sẽ ốp lưng thì nó bị trầy nè, bị trầy theo thời gian ha, chứ không có bị mớp ha. Rồi ram 332 con này em bán cho cô chú anh chị giá 1.250.000, màu đỏ đỏ đồ cái đỏ đỏ cam. Rồi tiếp theo có cái bờ F9 ram 6 vô nhớ 1.8 nha, nè đỏ tím mà cái bờ F9 này chụp hình khỏi chê nha. Rồi con này ấp bộ F9 56 vô nhớ 18 128 em bán cho chú anh chị giá 1.950.000 luôn. Bằng Anamot ha, hai cây bằng giá. Xin lỗi em lộn nha, bằng cái R15 nha cô chú anh chị. Ấp bộ F9 56 vô nhớ 128, 1.950.000 bằng giá của cây R15. Rồi. Oppo F7 RAM 4 vô nhớ 64 Android 10 hen, cây này màu xanh đen nha. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1.500.000 nha. Oppo F7. Rồi tiếp theo cái Oppo F9 RAM 4 vô nhớ 64 luôn. À, cái sườn nó hơi trầy nha cô chú anh chị. Cái này sườn xấu nha. RAM 4 màu nhớ 64 em bán 1.500.000 luôn. Chụp hình cam trước không được đẹp ha. 97-98% chụp hình cam trước, còn cam sau máy đẹp nha. Rồi giá 1.500.000 luôn. Rồi tiếp theo hôm nay em like Samsung tiếp theo nha. U7 RIM có hai cây nha. Hai cây đẹp 98% ha. U7 RIM màn hình 6.5 pin 36. Bạn đếm coi lại cái pin 36 vàng ba quên không biết. Rồi cái U7 RIM này máy đẹp 98.9% nha. Bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu nha, gam 332. Màn đẹp vỏ đẹp ha. J7 2016 chụp hình cam trước cam sau cam ứng thì ok hết nha, pin cầm nha, 900k cho cô chú anh chị nha. J7 2016 hôm nay cuối tháng này sale xả hàng cho cô chú anh chị luôn, bớt cho cô chú anh chị mua ốp lưng ha. Nói chung là cái máy này cũng còn nhìn cũng còn coi được ha, ngoại hình cũng còn đẹp, sườn đồ cũng ok hết. Thôi em bán cho cô chú anh chị giá 850.000, hạ giá luôn. J700 màn hình to nha, pin cầm máy đẹp 800k. Con này LG nè, gam 4 bộ nhớ 64 nè, em bán cho cô chú anh chị giá rẻ đây. Con LG này RAM 4 vô nhớ 64 nha, chụp hình đẹp ha. Vỏ này nó hơi xấu nè, trầy mấy lỗ này nha cô chú anh chị. Rồi RAM 4 64 bán 850.000 luôn. Subaru 750.000 cho cô chú anh chị luôn, màu xanh ngọc nha. Subaru. Cái dòng mà thấp này em bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình mua về xài ha. Để nghe gọi được chưa? Ở hoa cây này em xả giá sạch sàn luôn cho cô chú anh chị nha, 700k. Trời ơi. Samsung A8 RAM 332. Màn hình đẹp nha cô chú anh chị. Hôm em bán 850.000 nha. Hôm nay em xả 800k luôn cho cô chú anh chị, cái màn hình nó chà bá luôn nè. Màn hình AMOLED nè, đẹp nè, không có đốm, không có ám ố gì hết ha. Có 800k nó rẻ quá trời rẻ luôn nè. Rồi tiếp theo Vivo này máy đẹp nha,
Này là em thâu lại của khách nè. Máy màu xanh ngọc. Hai cái cam bự luôn. Máy đẹp 99%. Oppo Y02S. Android 12 RAM 3 cộng 3 này nha cô chú anh chị. Này em bấm vô đây. Vivo. Lỗi lộn. Nè RAM 3 cộng 3, nó có để RAM 3 cộng 3 ha. Rồi, Android 12 vừa nhớ 64. Máy đẹp 99%. Bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 3 luôn. Rồi tiếp theo em có cây Oppo Y12 nè. Y21 lộn. RAM 4 cộng nha. 4 cộng 1. Android 12 bộ nhớ 64 ha. Màn hình 6.5. Pin 5000 luôn nha cô chú anh chị. Màu xanh ánh màu bạc ha. Xanh ánh bạc. Rồi, cây này em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 150 ha. Y21 pin 5000. Vivo Y11 nghe, Android 11 nha cô chú anh chị, RAM 3 bằng nhớ 32, pin 5000. Màn hình 6.4. Máy đẹp 99% nha. Máy đẹp không có trầy xước, màn không có ám ố gì luôn. Bên em cái nào có đầy đủ phụ kiện thì em tặng đầy đủ phụ kiện nha cô chú anh chị, còn cái nào nó có ốp lưng em tặng ốp lưng, còn không có là cái nào ấy thì em tặng dây cáp sạc nha. Một triệu tư 50 cho cô chú anh chị nha, cái Vivo này nè. Màu đỏ ánh tím ha. Redmi. Rồi Redmi Note 7 ha, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 5000 luôn. Màn hình 6.5. Màn hình tay thỏ nha cô chú anh chị, máy đẹp 99%, giá 1 triệu 7 ha. Rồi tiếp theo con này không xài sim ha. Bên em là em nhập máy rẻ cho nên em bán cho cô chú anh chị giá mềm cho cô chú anh chị xài ha. Mình mua máy là về mình xài chứ không phải mua về bỏ, cho nên cô chú anh chị mình mua máy bên em thì an tâm để em test cái lo và hát YouTube cho cô chú anh chị mình nghe luôn, khỏi sợ mua về bỏ ha. Bán rẻ nhưng mà bán xài chứ không phải là bán bỏ. Nên có một số hay lo của em thôi nha. Trà đào, giấc ngủ từ lá trà 100% tự nhiên, thơm mát từ đào ngọt thanh. Lo là hát rất là rõ. Này là màn hình 10 inch nha cô chú anh chị. Pin mình hát karaoke được 6-7 tiếng nha. Để không là một tuần không hết pin luôn. Đôi xứng sao bằng tiểu thư đại ca. Rồi lòng không thương ai mà nước mắt tuôn ngày. Đau thấu mây trời những người mình yêu. Đó. Rồi em bán giá này là do em bán rẻ cho cô chú anh chị xài nha. Nè máy nè, máy em đẹp nha. Cái nào đẹp thì em nói đẹp. Không xài sim em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 3. Không xài sim thì mình kết nối wifi mình xài nha cô chú anh chị. Còn không điện thoại mình phát wifi mình kết nối xài vẫn được bình thường ha. Rồi mini 1. Mini 1 em có 2 cây ha. Này 2 cây máy đẹp giống nhau nha. Rồi em sẽ mở YouTube cho cô chú anh chị mình xem luôn. Con này
và ngay Inox Dona với khả năng xếp mỡ dễ dàng, phù hợp mọi không gian, được kết cấu từ inox bền bỉ, mang lại tính thẩm mỹ cao, giá thành phải chăng, chất lượng chẳng phai. Sở hữu. Ừ, tay em cứng nó thoát ra. Alo, ok ha cô chị, cô chú chị không có rè không gì hết nha. Rồi em có một cặp này em bán cho cô chú anh chị giá 900k nha, hai cây lo nó đều giống nhau ha. Lôi chàng nhau. Rồi 900k một cái nha cô chú anh chị. Em có một cặp. Năm ớt em có một cặp nha. Tặng ốp lưng cho khách, ốp lưng nhiệt áp sạc 700k một cây. Một cây màu gold và một cây màu bạc. Mấy cái này thì lúc nào em cũng có nha cô chú anh chị. Nhỏ gọn mình mua chữa cháy ha. Rồi 6G. 6G 64 đi mất vân tay máy đẹp. Pin 100 nha. Cái này mấy cái này em bán chạy nha, cho nên lúc nào em cũng có. Hết là em nhập liền. Nè. Cái này là máy đẹp nha. Chụp hình nè. Một triệu cho cô chú anh chị ha. Máy này lúc trước em bán 1.000.000 nè, nay em mua rẻ thì em bán rẻ lại. Rồi iPhone nha, iPhone hôm nay em xả hàng luôn cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào mình mua trước thì được 64 32GB ha, còn mua sau là còn ghi nó thấp nha. Mình giờ em bán solo luôn nha. Ớt lốt 6 ớt lốt màu hồng với màu gold. 32 với 64GB 1.500.000 luôn nha. Ai mua trước thì được máy RAM cao ha. Rồi. Đây cũng vậy luôn. 3264GB giá 1.300.000. Cô chú anh chị nào mình mua trước thì được RAM cao. 6 lốt. 6 lốt 1.300.000, 6 ít lốt 1.500.000. Em bán đồng giá. RAM 3264. Ai mua trước thì được 64 nha, còn ai mua sau thì 32 với 16.